Con xe là biện anh ạ. Vâng. Không dây nhá. Không dây từ đầu anh ạ, không dây từ lúc đầu. Em có ảnh với video lúc đầu mà. Em quay lúc đầu đã không dây rồi. Đây đội Trực Ninh anh ạ. Đúng rồi anh ạ, Trực Ninh anh ạ. Có công khai nhưng mà không có dây chặn anh ạ.
đoạn nghĩa trang liệt sĩ anh ơi, nghĩa trang liệt sĩ Trường Định. Chốt nồng độ cồn nha anh nha. Vợ ở dưới các anh ạ, giờ họ thu cọc tiêu rồi. Nghĩa trang liệt sĩ Trực Ninh Nam Định nha anh. Đúng rồi ạ, ở Nam Định ạ. Ở chỗ nghĩa trang liệt sĩ huyện Trực Ninh Nam Định ạ. Không có dây thì không có dây ạ, từ lúc đấy là không có dây rồi ạ. À hết 8 giờ làm rồi anh ạ, 8 giờ làm rồi, chắc các anh tháo ra rồi. Đây đoạn nghĩa trang liệt sĩ này này. Vù tai. Không, em quay được cái lúc đầu không có dây rồi. Không có dây mấy em chỉ bảnh rồi. Em cũng không biết bị lỗi gì đâu hả, thì em nai vậy thôi. Như em thấy thì chắc có mỗi cái lúc đầu là không căng dây thôi ạ. Có dây đâu anh, hết giờ làm việc có dây đâu. Ở Trực Ninh Nam Định bạn ơi.